sang cả là bây giờ chưa được ô đất cả bây chú ơi hãy yêu hãy thương dân tộc chúng con chưa ạ. Ô cho nan xin ngài ô dưới đây cho hạ mình xuống để cầu xin ngài dân tộc của mình. Ô chú ơi lời ngài nói rằng hãy cầu ta sẽ ban cho các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Hãy cầu ta sẽ ban cho các dân tộc làm quân cơ nghiệp. Ô ta ban cho các dân tộc làm cơ nghiệp ô và các đầu cùng đất ô ra sẽ các quốc gia làm của cải. Chú ơi Shakadaba chú không xin ô ra Shakadaba tiền bạc danh vọng địa vị ô mà chú xin ngài dân tộc chú ạ. Ô vì dân tộc Việt Nam ở trong lòng chúng con, dân tộc Việt Nam ở trong lòng chúng con. Ô khi chôn hát bài này cho ạ. Ô ra sa ca chôn nhìn thấy cả dân tộc chúng con. Ô ra sa ca chôn nhìn thấy là quốc kỳ. Ô ra chôn nhìn thấy tất cả các sắc dân. Ô ra sa ca 54 dân tộc. Ô ra ba la ba. Ô chôn nhìn thấy tất cả các dân trong chính trị, trong thương mại, trong truyền thông, trong thể thao, trong văn hóa, trong nghệ thuật, trong khoa học, trong giáo dục, trong an ninh, trong quốc phòng. Ô ra trong giải trí. Ô ra ba la ba. Ô trong công nghệ. Ô tất thảy mọi lĩnh vực. Ô từ người đàn bà, đàn ông, già trẻ, lớn bé, giàu, ô nghèo, to nhỏ, ô ra ra khôn dại, shakadababrio, ô ra ở trong lòng chúng con, ô chúng xin ngài dân tộc này, Chúa ơi, shakadababrio, Ansaka ô dân tộc chúng con đã bao nhiêu năm nay ô chìm trong sự đau đắng cay chưa ạ? Ô trong mọi sự bồi bể dâu ô trong chiến tranh triền miên trong sự bức hại ô của ma quỷ của cộng sản Sakanabambiru ô ra Sakanabambiru dân tộc chúng con chìm sâu cách xa ánh sáng chân lý của Chúa ô ra Sakanabambiru ánh sáng chân lý của Chúa đến dân tộc chúng con ô ra Babra nhưng dân tộc chúng con ô đã chối bỏ ô ra Saka thậm chí ô ra Saka ô cả chúng con ô ra Saka người tin Chúa cũng chối bỏ ô khi không nghe lẽ thật ô ra nhưng mà lắng tai nghe chuyện hiến lắng tai ô để ô ra dùng đức tin của mình để xin xỏ những việc đời này dùng đức tin để xin hội thánh xin đông số đông xin nhà cửa xin ruộng vườn ô xin tiền bạc xin tài chính ô xin vợ xin chồng xin con cái mặc dù nó điều tốt nhưng ngài muốn chúng con xin dân tộc Chúa ơi Shakadababa nếu ta hãy cầu ta sẽ ban cho các dân tộc làm cơ nghiệp và các quốc gia của cải Shakadababa. Ô ra sacramento, ô ý muốn của ngài muốn chúng con dân tộc chưa? Ô ngài muốn chúng con là cha của các dân, là cha của các dân, ô là cha của quốc gia. Isen đã từng làm như vậy. Ô ra sacra Isen đã cầu nguyện, ô đã xin với Isen là cha của bao nhiêu vua, ô bằng các vua đó ra các quốc gia, ra các công hầu, ra các quan trưởng, ô là quan tướng, ô trong các lĩnh vực, ô là trong các quốc gia. Ô ngày hôm nay chúng con nhìn thấy. Ô là bao nhiêu gốc gác của bao nhiêu tổng thống, bao nhiêu nguyên thủ quốc gia. Ô là từ người dân Israel, Chúa ơi, Sakadabara. Ô là chúa nhìn điều đó. Ô là Sakadabara, chúa muốn Israel. Ô để chọn được làm dân thánh của ngài, là dân tuyển chọn ngài, dân biệt riêng cho ngài. Sakadabara, dân biệt riêng ra cho Chúa. Ô để thực hiện công việc ý muốn của Chúa, Chúa ơi. Thì chúng con cũng xin ngài dân tộc Việt Nam, Borabara được như vậy, Chúa. Sakadabara, Sakadabara. Chúng ta hát bài này một lần nữa với sự nhận thức cao độ nha. Chúng anh chị em hãy nhìn thấy cái dân tộc của mình, cái dân của mình mà mình đang được gọi đến. Ai đó là có thể là trẻ mồ côi, ai đó là người tàn tật, người quá bụa, ai đó là lĩnh vực chính trị, những dân làm chính trị, ai đó là các nghệ sĩ, các ca sĩ, ai đó là các trí thức, ai đó là các giáo viên, các giảng viên, các học sinh, sinh viên, ai đó là kinh chính trị gia. Ô ai đó có thương gia, ai đó ô Rasaka là các công nhân, nông dân. Shakadabaviro, hãy nhìn thấy người dân của mình, hãy nhìn thấy dân của mình. Shakadabaviro, ai đó thấy tất cả. Ô Rasakadabaviro, ai đó ô thấy những anh em công giáo, ai đó thấy những anh em trong tin lành thôi. Shakadabaviro, ô ai đó thấy những ô người các loại tôn giáo khác nhau. Ô Rasakadabaviro đang thờ cúng thần tượng. Ô Rasakadabaviro, ô hãy nhìn thấy dân của mình, hãy mở mắt ra nhìn thấy dân của mình. Ora ora và cầu cho dân tộc đó. Ora xin cha thương dân tộc con. Miền trong khổ đau, chịu đựng khó nghèo, chịu bao cơn bê tông. Xin thương dân tộc con. Con chìm trong tối tăm, còn xa cái ánh sáng chân lý ngài. Xin cha thương dân tộc con, xin thương dân tộc con. Cho chúng con ngày tháng yên vui, xin thương dân tộc con.
Đất Đất nước nào nào có có Chúa, Chúa, đất nước đất nào nước có Chúa, nào có Chúa, đất đất nước nào nước có Chúa nào có có phước hạnh, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc dân nào tộc có nào Chúa, phần hạnh thầy. Xin cho con cho dâng cầu con con, lạy Cha lạy xin lắng nghe lời cầu khấn này ngày đêm con thiết tha. Xin cho dâng cầu con được làm dân thánh cha, bình an yêu thương sống phước hạnh. Xin cho con dâng cầu con, cho con cho dân tộc con con, cho chúng cho con chúng tìm con đến với tìm đến với cội nguồn, cho con dân tộc con. cội nguồn đất Đất nước nước nào nào có Chúa, có đất nước nào Chúa, có Chúa, đất đất nước nước nào có Chúa nào có phước có hạnh, dân tộc nào có Chúa, dân tộc dân nào tộc có nào Chúa, có dân tộc Chúa, nào dân tộc có nào Chúa, có phần hạnh Chúa, dân tộc nào có thầy. Đất Chúa, nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, hallelujah, đất đất nước nước nào nào có Chúa có có Chúa, phước hạnh, dân dân tộc tộc nào nào có Chúa, có Chúa, dân dân tộc nào nào có có Chúa, Chúa, dân tộc dân nào tộc có nào Chúa, có thần Chúa, phước hạnh thầy. Amen. Hallelujah. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa có phước hạnh vương trời, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, thần phước hạnh thầy vương Chúa. Ora sai kalabrechi kalabrechi, Chúa con biết là dân tộc nào có Ngài thì phước hạnh đây Chúa. Ora dân tộc nào có Ngài thì quá phước hạnh Chúa ơi. Ô phước hạnh có dân tộc nào có Đức Giê-hô-va làm chủ. Ô ngàn lời Chúa nói rồi, phước hạnh dân tộc nào có Đức Trời làm chủ. Ora sai kalabrechi 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 kalabrechi. Anh chị em có nhìn thấy chưa? Nhìn thấy lại cái hình vẽ ở trên trên màn hình chưa? Ngôi sao năm cánh nổi lên đấy, Đức Chúa ở phía trên rồi chúng ta ở dưới. Ô và cái chiều dọc này này, ô chiều dọc là dân tộc chúng ta này. Ô ra ra chúng ta leo lên rung rung leo lên gần gần Chúa hơn ô thì đây là cái lĩnh vực tâm linh này. Ô ra ra cao Chúa ơi, con xin Ngài, ô con xin Ngài các dân, xin Ngài các dân các nước. Anh em nhìn rõ không ạ? Nhìn thấy bài hát một sự sai cho mày. À nhìn thấy bài hát rồi chứ không nhìn thấy ạ. Ok. Ô nhìn lại thấy chưa? Rồi. Đặt nhìn hình vẽ nhá. Ô ra cái ngôi sao nó vào năm cánh đấy. Ô ra nổi lên đấy. Ô chúng ta hình dung nhá, ngôi sao năm cánh. Nam cố gắng nhìn cái này mà vẽ ra cái bức tranh của mình nhá. Nghệ thuật đấy, dùng chương trình nào đấy để vẽ ra nhá. Phim ảnh đấy. Ngôi sao vàng năm cánh đỏ giữa giữa nền đỏ. Ô huyết Chúa Giêsu đổ ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta thôi. Và chúng ta ở giữa đây này, đây này giữa đây, đây là chúng ta đây này. Còn mỗi mình đây này. Mình được gọi đến để gần Chúa này, và cái trục này là mối quan hệ của mình với Chúa này, hay là lĩnh vực tâm linh này. Lĩnh vực linh tâm linh mà người ta gọi là đỉnh núi tôn giáo đấy, ta gọi như thế đấy. Đấy thì mình xin thế, mình nhìn thấy là mọi người Việt Nam đấy là họ được lôi đến và kéo đến theo cái trục này để lôi đến Chúa. Mình xin như vậy. Khi mình xin các dân tộc khác đến với việc lĩnh vực về chính trị chẳng hạn, ở đây chẳng lĩnh vực đây chẳng hạn chính trị nhá, anh em nhìn thấy con chuột không? Và vừa đến trực lĩnh vực đây chính trị chẳng hạn nhá, đó thì mình cũng hình dung thấy mình đây thì những người này mình được ảnh hưởng đến chính trị này. Đấy, mình cũng muốn quan hệ với mình với chính trị này. Đấy, mình đến với các chính trị gia này, hay là các chính trị gia đến với mình chẳng hạn này. Đấy, thì đấy là hình chiếu của việc mà các chính trị gia ấy,
đến 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 với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đến với chính trị gia, hình dung chưa? Đấy, khi mình cầu nguyện mình xin cho chính trị gia đấy, đấy thì mình có hình dung là Đức Chúa Trời đấy đến với chính trị gia qua lời cầu nguyện của mình mà mình đang xin các chính trị gia, là mình xin đấy, xin để các chính trị gia đây, các chính trị gia đây họ vào trong lòng của Chúa, đấy họ kéo, mình nhìn thấy là các họ, cái đường này họ cứ leo đến Chúa nhá, Chúa đến gần họ. Amen. Amen. Nhìn thấy chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải hình dung ra những việc đó. Cái sự suy gẫm của mình đấy cũng là để visual thôi, để mà gọi là hình dung hóa, tưởng tượng hóa ra cái bức tranh đấy, shakadabarasaka, để chúng ta nhìn thấy, chứ không chỉ cầu nguyện bằng cái chữ không là ô Chúa ơi cứu chính trị gia, mà chúng ta nhìn thấy bằng đức tin, nhìn thấy đức tin đấy, khi nhìn thấy đấy các chính trị gia ấy ô được ngài lôi đến với Chúa, mình nhìn thấy mình đến các chính trị gia qua các dự án khác nhau, qua các đảng phái, qua các tổ chức xã hội nào đó, vì đấy mà mình làm được, mình hình dung ra như thế. Shakada, anh chị em là tối đa sáng tạo cái suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình, anh chị em ạ, để Đức Chúa Trời ngài sáng tạo qua tư duy của mình. Shakada, mình nhìn thấy ra sao qua hình vẽ thôi, hình vẽ chỉ đơn giản thôi nhưng mà nó chứa đựng rất nhiều cái điều mà chúng ta có thể suy gẫm được. Shakada, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cái hình ảnh nó đấy rồi, thì là từ đấy là rất nhiều. Đặc biệt những người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, những người đang kêu trời, những người thờ lại Đức Chúa Trời, đặc biệt những người đang giao giảng về lời của Đức Chúa Trời, Chúa ơi, con xin tất cả linh hồn của họ về cho ngài, Chúa ạ. Vì người đã, nhiều người đang lầm lạc trong thế tâm linh, con xin ngài linh hồn của các mục sư, linh hồn của các thầy giảng tin lành, linh hồn của các giáo sư, linh hồn của các tiên tri, linh hồn các Urasaka sư đồ, Urasaka Karabiru, Urasaka tương lai cũng như hiện tại, Chúa ơi, Shaka con xin ngài linh hồn họ, Chan Karabiru Chere, Ansaka Dabar con xin ngài linh hồn họ, Chúa ơi, Shaka Dabaru, đặc biệt người nào ghét chúng con, được biệt người ghét con, Chúa ạ, thì con lại càng sinh hồn, linh hồn khó nữa. Urasaka những người nào đang thù, đang muốn thù án chúng con, không tiếp nhận chúng con, Chúa ạ, chúng con lại càng xin ngài linh hồn họ, đó cho chúng yêu họ, yêu họ. Urasaka Dabaru Chere, Shaka chúa ơi, xin ngài linh hồn các hội thánh đó, ô xin ngài linh hồn của ô các anh chị em tin Chúa đó, Chúa ơi, Shaka Dabaru, để họ cũng đứng lại ở trong lẽ thật, để họ thực sự là chiên của ngài. Ô Dabaru, để không có ai trong số họ là con dê cả, để không bị quảng xa khỏi ngài khi ngài ngự đến, Chúa ơi. Ô để trong ngày ngự đến họ không bị tách ra một đôi và bị quảng ra một nơi tối tăm, ô là nơi dành con dê, nơi dành cho những kẻ ô làm bầm, Shakadaba, kẻ nghiến răng đau đớn, Shakadaba, nhưng tất cả ô đều vào trong sự sáng mặt ngài để hưởng vui của nơi Chúa, Chúa ơi. Shakadaba, con xin ngài linh hồn họ, ô ra ra chốn yêu mục sư, chốn yêu ngài, ô yêu các lãnh đạo các hội thánh, các giáo phái, các hệ phái khác nhau, chốn yêu họ, ô chốn xin ngài linh hồn họ, cha ơi, Shakadaba, họ được cơ nghiệp chúng con, ô ra Shakadaba, con xin ngài linh hồn họ, Shakadaba, chốn yêu họ, ô ra chúng con có thuốc trị cho họ, ô Rasakadabara, chúng con có lời Chúa cho họ, chúng con có ô khải tượng Chúa cho họ, chúng con có lối thoát của Chúa cho họ, vì chúng con nhận thức rằng chúng con là câu trả lời của Đức Chúa cho họ, Chúa ơi. Bao năm nay họ cầu nguyện sự phần hưng, bao năm nay họ cầu nguyện sự phục hưng, ô như họ chưa biết thế nào phần hưng, chưa biết thế nào phục hưng, bao nhiêu năm nay họ cầu nguyện để thực hiện cái đại mạng lệnh của Chúa Trời nhưng chưa nhận thức đại mạng lệnh là cái gì. Ô Rasakadabara, bao năm nay họ nói về nước của Chúa Trời, bao năm nay họ nói về tin lành, ô Rasakadabara, nhưng họ chưa nhận biết thế nào tin lành, chưa biết thế nào là vương quốc của Chúa Trời. Ôi thì Chúa ơi, thì chúng con chính là câu trả lời của ngài cho họ. Cha, ôi Chúa nhận thức rồi, chúng con không là cái gì cả, nhưng đó là công lao của họ đó, Chúa ơi. Khi họ kêu cầu ngài, khi họ kêu cầu ngài, Orasakalabadu ở đâu? Orasakalabadu thì ngài gửi chúng con đến. Ôi Chúa nhận thức rằng chúng con chẳng có gì cao sang cả, chúng con chẳng có gì mà xứng đáng đây cả. Đó sự thương xót ngài, ngài chọn chúng con. Ôi để được chúng con, để chúng con làm câu trả lời của ngài cho họ. Ôi câu trả lời của Chúa cho các hội thánh tại Việt Nam, câu trả lời của Chúa cho các hội thánh tại Việt Nam, Shakadababra, trước khi cho hội thánh tại Đông Nam Á, tại châu Á, ô và các sắc dân châu Á khắp thế giới, ô thì chúng con là câu trả lời của Đức Chúa Trời cho Việt Nam, Shakala, cho hội thánh tại Việt Nam, Chúa ơi, ô câu trả lời của Đức Chúa Trời cho các lãnh đạo các hội thánh, câu trả lời của Đức Chúa Trời cho các mục sư, các hội thánh, Shaka, các hệ phái, các giáo phái khác nhau, ô Rasaka tại Việt Nam, ô tại nước ngoài, ô người Việt, Shakadababra,
Ana bà chúng con xin ngài các lãnh đạo hội thánh đó, ô đa sa ca chúng con hãy cầu ta ta ban cho mọi ban làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải, ô đa sa ca những cái vùng những cái lãnh thổ nào ở ngoài chúng con, ô tưởng như ở ngoài chúng con xin ngài lãnh thổ đó là các ngoại bang đó chúa ơi. Đơn giản các lãnh thổ đó, Shakanda Barabamiroso Kurebe, Ora Sakat, chúa xin ngài họ, chúa ơi, xin ngài các linh hồn đó, Sakaba, Ora Tura, chúa xin ngài các linh hồn, tất cả hội thánh tin lành, tất cả hội thánh công giáo, tất cả hội thánh vô chính trung giáo, Shakat, tất cả các hội thánh mà tuyên xưng chúa Jesus là cứu chúa đời sống mình, Shakara, chúa tiếp tục xin ngài tất cả linh hồn, ô của các giáo hội khác, giáo hội Phật giáo, giáo hội Cao Đài Hoàn Hảo, ô các giáo hội tôn giáo khác mà cũng đang thờ trời, ô đang thờ lại các thần, ô mà không biết thần là ai, nhưng họ đang tìm kiếm Đức Chúa Trời, ô bằng một cách nào đó, ô bằng sự ngu dại hay sự tổ tiên hay là ô dân các lãnh đạo truyền lại cho họ, ô Chúa chúa xin ngài linh hồn họ, ô xin ngài linh hồn họ để họ được bò lên trên cái cây này, cái trục này để đến gần với Chúa, ô để ngài ô chủ lòng thương xót, ô mà hạ mình xuống đón họ lên trời, Sakandababra, ô chúng con ở dưới, chúng con nguyện là cái bệ chân, chúng con nguyện là cái thảm chùi chân cho họ, cho nguyện là các bậc thang để họ sẵn lên chúng con cho họ, để họ trèo lên Đức Chúa Trời, ô ra sang chúng con phục họ, ô chúng cúi đầu cho họ trèo lên chúng con, ô không phải để bị sỉ nhục, nhưng mà để họ được vinh hiển cho họ, để họ được đẩy lên gần với ngài, ô ra sang Kalabarasakalaba, bên chúng con có thể chịu bị bôi do chắc chấu, chúng con có thể chịu bị họ trèo đầu lên cổ, ô ra sang Kalabarasakalaba, như chúng con chịu được điều đó Chúa ơi, ô như Chúa của chúng con thì Squid đã từng chịu được, ô Chúa thể nào chúng con thể ấy trong thế gian này, ô ra sang để họ được trèo lên với Chúa, ô họ có thể giẫm đầu giẫm cổ chúng con, thậm chí có thể phóng uế lên đầu chúng con nữa, Chúa chịu cho ạ, ô như Chúa Giêsu đã từng chịu, để họ được gần với Chúa Trời, ô để vạch một đường mới, ô từ trời xuống đất cho ạ, để họ được bám được cây sự sống này, ô ra sang mà leo lên đến đấng của sự sống Chúa ơi, ô cho xin ngài linh hồn họ, ô xin ngài của tất cả Phật tử, xin ngài tất cả các ô ô thành viên Cao Đài Hòa Hảo, xin ngài linh hồn của tất cả ô các nhân các thành viên cộng sản, các đảng viên cộng sản, ô là các tôn giáo cộng sản, xin ngài linh hồn tất cả ô các tôn giáo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Khổng giáo, ô ra sakara thần đạo giáo, ô ra sakara xin ngài ô ra sakara linh hồn của tất cả ô ra ô các người thợ thần tượng tổ tiên, ô ra sakara linh hồn của tất cả những người thượng giáo tăng giáo, ô tất cả giáo phái khác nhau, ô ra sakara chúa xin ngài linh hồn họ chúa ơi, linh hồn họ trong nước của ngài, rộng mở ra cho ô chúa mở rộng trái tim ra, ô chúa mở rộng trái tim ra trong nhân từ yêu thương như nhường vui, trong sự vui mừng, trong sự bình an, yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghét tị, tình yêu thương chẳng kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng nóng giận, chẳng kiếm tư lợi, ô ra sa chẳng tình thương tin mọi sự dung thứ mọi sự, nín chịu mọi sự, Shaka và tình yêu thương không hư mất bao giờ. Ô tình yêu thương ở trong chúng con, chính là ngài, ngài đó trong chúng con. Ô vì vậy Chúa ơi, chúng con ô là muốn để lòng chúng con mở rộng ra, lòng chúng con mở rộng ra Chúa ạ. Ô là Shaka để có thể chứa được tất cả chúng con người này, để chứa được các dân tộc này, Shaka đang bao giờ cùng họ thế nào trong nữa, họ không có chỗ ở cho trong trái tim chúng con. Ô dù họ thế nào trong nữa, ô họ có trèo ra chúng con lôi họ vào, Shaka đang bao giờ đưa được nữa. Ô chúng con xin yêu thương mà câu họ vào Chúa ạ. Shaka mà giật họ vào trong nhà yêu thương của Chúa, nhà thương xót của ngài. Kể họ không mất sức, họ không thể làm gì được, họ không thể chui được vào nhà thương xót. Không ai mến. Con đến cùng với họ như là Chúa Giêsu đến cùng với người đàn ông 38 năm ô bị bại liệt. Kể cả không ai đẩy đến họ được, không ai đẩy họ tới. Họ không tới được cái ao Bethesda này. Không ai lôi họ được Bethesda nữa. Thì chúng con đến cùng họ thôi. Ô dù bại ô dù họ bị bại liệt thế nào chứ nữa, ô ra sao họ không thể ra được với ở của mình, thì chúng con đến cùng với họ, đúng không, đến cùng với họ. Saka trong lời cầu nguyện này, chúng móc họ lên cho dù họ trốn ở nơi đâu, chúng con móc họ lên. Saka đa ba ba móc họ lên ở khắp mọi ngõ ngách, tất thảy mọi hẻm, ô ra Saka đa ba ba tất thảy mọi nơi tối tăm, ô mà hang cùng ngõ hẻm, chúng con móc họ hết họ lên, móc linh hồn họ ra. Saka đa ba ba vì họ là đáng giá.
vì họ là anh chị em chúng con. Ô ra san ca da ba bra, chúng lôi họ về nhà cha. Cha ơi, san ca da ba bra bra. Ô chúng yêu mọi người này, chúng yêu anh em của chúng con. Ô ra san ca ba, cha ơi, ông đó người con trai và con gái hoang đàng. Cha ơi, san ca da ba bra. Ô con biết rằng tình yêu của ngài đang chờ đợi họ về với nhà. Ô cha, san ca da ba, đó người con trai hoang đàng, san ca da ba như đồ. Ô chúng tìm họ về, ô và lôi họ về nhà cha. San ca da ba bra bra. Ô để cho họ được tỉnh thức rằng là họ phải ăn cám ô của lợn mà không được được đủ. Ô ra san để họ vỡ lòng. Ô chín thánh linh của Chúa ơi, đổ đầy thần của ngài trên họ. Cha ơi, san ca để họ vỡ lòng tan nát. Ô ngài cất lòng bằng đá và thịt họ, đặt trong họ lòng bằng thịt. Cha ơi, san ca là vì ngài hứa rằng ngài đổ thần của ngài một chiếc loại xác thịt. Vậy đây con móc họ ra, con móc họ ra và trình họ ra trước bàn thờ của ngài. Ô để ngài đổ lửa thánh linh của ngài trên họ. Ô ra san để ngài, ô ra san ca thực hiện lời hứa của ngài rằng ngài đổ thần của ngài trên mọi loại xác thịt. Cha ơi, san ca đã bằng được rồi. Ô để thánh linh cứ giáng trên tôi những con người này. Ô giáng trên những con người, cho móc họ ra đây. Chúa ơi, san ca trên bàn thờ này của ngài. Ô ra san ca đã bằng được rồi. Ô để ngài tôi đã bằng làm mới thần linh của họ. Ô để ngài sinh lại họ. Chúa ơi, ô để ngài thình lình vào trong đền thờ. Ô của ngài là thân thể của họ. Chúa ơi, san ca đã như ngài từng thình lình vào thân thể chúng con. Ô ri si ca đã bằng đã bằng một con ca đã bằng ti san ca đã bằng được. Ô để họ trở thành thân thánh cho ngài, sân cửa chọn ngài. Ô để ngài, ô để ngài đeo nhẫn, ô vào trong tay họ. Ô để ngài, ô xỏ giày chân của họ. Chúa ơi, san ca để ngài mặc áo sống công bình cho họ. Trời ơi, anh em chúng con đó, trời ơi, đó chị em chúng con đó, trời ơi. Ô những người mà ngài dựng cái hình ảnh vinh hiển ngài đó, trời ơi. Ô họ lấm lem ở trong tội lỗi, họ lấm lem trong thế gian, họ lấm lem trong Babylon, nhưng giờ đây Chúa kéo họ ra khỏi Babylon, kéo họ ra khỏi vũng bùn tội lỗi đó, trời ơi. Ô ra sa ba ban để họ được ở trước mặt ngài. Ô ra sa xin huyết rửa sạch tội họ. Ô ra Chúa con nhúng họ, Chúa con nhúng họ, tắm họ, ô kỳ họ trong huyết Chúa Giêsu. Ô Chúa bắt tên họ trong huyết Chúa Giêsu Christ. Ô và rửa sạch lòng của họ, rửa sạch trí của họ, rửa sạch cảm xúc của họ. Ô rửa sạch tâm hồn họ, rửa sạch thân thể của họ bằng huyết Chúa Giêsu. Shakadaba, vì chúng con có phần trong việc giải huyết Chúa Giêsu. Vì vậy chúng con cứ tự do mà giải huyết Chúa Giêsu trên con đường này. Cha ơi, Shakada để các anh chị em con được sạch, được sạch, được sạch, được tinh sạch. Ô ra được thánh khiết Chúa ơi. Ô để ra mắt Chúa. Ô ra Shakada được mặc lại áo sống công bình của Chúa. Ô để giữ tiệc của ngài. Alleluia. Shakada barabari judo chale kalababra. Ô Chúa ra khắp mọi nơi để chúng tôi họ về. Ô ra Shakada. Ô và giới thiệu họ. Ô ra Shakada. Ô hướng dẫn họ. Ô ra Shakada. Ô các phong cách công bình Chúa ơi. Ô phong cách làm sao để sự tiệc của ngài một cách xứng đáng. Ô ra Shakada để không như cái kẻ ô được vào trong tiệc của Chúa rồi. Ô mà phải bị ném ra ngoài vì mặc áo ô bẩn thỉu, sang mặc áo u ế. Ô để khi vua hỏi thì nó chẳng ngậm mồm, chẳng nói được gì cả. Phải ném ra ngoài. Ô ra Shakada nơi tối tăm khắp nơi rằng ô những con giải thích cho họ để họ mặc lấy tư tưởng cao sang. Ô mặc lấy tư tưởng cao sang. Ô để mặc lấy quần áo thánh của Chúa. Ô để biết thưa chuyện với Chúa, để biết nói chuyện với Chúa, để khi biết mở miệng ra khi Chúa hỏi thôi. Ô ra sẽ biết khai trình với Chúa khi Chúa hỏi. Shakada để không bị quẳng ra xa. Shakada bắt đầu chúng con giải thích cho họ, chúng giải thích cho họ cặn kẽ. Ô đủ điều trả. Shakada qua sự dạy dỗ. Ô mà ngài sáng trên chúng con. Ô ngài hướng dẫn chúng con, ngài đổ thần ngài trên chúng con. Với thần khôn sáng tỏ ra của ngài để chúng con dạy dỗ cho họ với các ơn ô đồ ơn tiên tri, ơn dạy dỗ, ơn mục sư, ơn truyền giảng, ơn giáo sư. Shakada để chúng con truyền tải tất cả các thông điệp đó cho họ. Ô ra sa như ngài từng truyền tải chúng con. Ơi Shakada ba da ba ba an sát đài khi ra ba da ba bì bì say chúa lên ba ba da ca. Hallelujah. Ô chôn ngợi khen cha. Ô chôn cảm tạ ngài. Hallelujah. Shakada ba da ba bro da ba da da bro. Ô Chúa ơi, trong số họ ô có nhiều người dính đến chính trị, trong số họ có nhiều người dính đến thương mại truyền thông, ô thể thao văn hóa nghệ thuật, trong số họ có nhiều người dính đến ô khoa học giải trí công nghệ. Chúa ơi, thì chúng con lôi hết cả tất người đó cùng vào với ngài. Ô để tất cả những người đó đều vào năm cái cửa này, chưa ạ, 50 cửa này họ đều được vào với nhà của ngài. Shakada babaju. Ô qua 50 cửa này họ cứ thế mà làm vào nhà ngài thôi. Shikada babara barazaka orosokaraka, cả cái mảnh đất này, ô cả cái mảnh đất rộng lớn này, chưa ạ. Ô rosan họ lao vào trong nhà ngài, họ lao xuống ô ao của sự thương xót, ao bế thiết đa. Chúa ơi, ô họ lao
sao qua chúng con, Chúa ạ, mà vào nhà Ngài. Ô, chúng con khuấy động nước lên để cho, ô, chúng con như là người được Chúa sai đến, những sứ đồ, tiên tri, ô, là những thiên sứ của Chúa được sai đến, khuấy động nước lên, Chúa ạ. Ô, khuấy động nước lên, không chỉ trong sự cầu nguyện tâm linh đâu, nhưng chúng con cùng sẽ khuấy động nước lên khi Ngài gửi chúng con, ô, vào trong đất nước Việt Nam chúng con, để khuấy động lên bởi các dự án, khuấy động lên bởi các chuyển động, các phong trào, ô, Rastakalaba, khuấy động lên bởi các bài giảng, khuấy động lên bởi công việc chúng con, ô, Rastakalaba, để họ nhìn thấy, ô, để họ lao xuống cái nhà Abitida này của Ngài, Shaka mà Ngài bày tỏ cho dân tộc Việt Nam chúng con, ô, để bất luận người nào lao vào cái nhà này đều được cứu cả, Chúa ạ, bất luận họ bị bệnh gì, bất luận họ bị làm sao, ô, họ đều được cứu hết, cha ơi, Shakalabababribro, ô, Rastakalaba, bất luận họ bị, ô, bao năm nay bị lầm lạc trong tư tưởng giả hình của các tôn giáo, các loại Babylon, của các công giáo, của tin lành giáo, ô, của quái giáo nào khác, của cộng sản, Chúa ạ, thì bất luận người nào họ lao vào cái nhà này là họ được cứu, họ lao nhà này là họ được giải thoát, ô, lao nhà này họ tỉnh thức lại, Chúa ạ, ô, lao vào nhà này thì họ được thoát ra khỏi cơn u mê tăm tối, ô, Rastakalababribro, ô, bao đời này, ô, Rastakalababribro, trong danh Chúa Jesus Christ, hallelujah, ô, Chúa tạ ơn Cha thật nhiều, ô, Cha ơi, Chúa yêu Ngài, ô, Ngài quá tuyệt vời, Chúa, hallelujah, ô, Chúa tạ ơn Cha, ô, Chúa ngợi khen Chúa, ô, Ngài quá tuyệt vời, ô, Ngài quá tuyệt vời, Chúa ơi, Shakara không ai giống như Chúa cả, ô, Rastakalababribro, Chúa ơi, Chúa yêu Ngài, yêu Ngài, yêu Ngài, hallelujah. Hallelujah, gọi cái Chúa Giêsu. Ora saka baby. Ô, xin thần cầu nguyện Chúa ngài dạy đổ trên chúng con, Chúa ạ. Để bởi đức tin mà làm ra bởi sự yêu thương trong lòng chúng con đó. Ô, Chúa xin các dân mà ngài đã chọn chúng con từ trước sáng thế, Chúa ạ. Ô, về với nhà ngài. Ô, làm chúng con trở thành vũ khí mạnh trong tay Chúa để dùng chúng con để diệt các dân, diệt các nước, Chúa ạ. Ora saka, Chúa nhìn thấy các dân các nước đó, diệt các dân các nước ở đây có nghĩa là diệt tất cả các quyền phép, quyền thế của Babylon. Ô, các vương quốc Babylon. Ora để giải cứu các dân tộc nơi đó ra để cho ngài giải quốc gia nơi đó cho ngài. Urasa khi nói về diệt các dân và diệt các nước, nó nghĩa là như vậy. Ô, để diệt tất thảy, ô, ảnh hưởng của ma quỷ, ảnh hưởng Babylon ra khỏi dân đó, nước đó. Ô, và tôi bóp họ về cho ngài, tương tự như là đánh sấy, như là tương tự dày đạp các bó lúa vậy, như dày đạp các bó lúa, dày đạp các bó lúa ở nơi sân đạp lúa. Ô, ra sao họ đã nhấm lại, ô, khắp mọi nơi như cái bó lúa đến nơi sập lúa, vì vậy chúng con trổi dậy dày đạp, thì ngài làm cho chúng con sừng chúng con cứng như sắt, ô, bó chúng con cứng như đồng, ô, chúng con chà nát, ô, các bó lúa đó, Shakara để tách ra đâu là chấu để bị đốt trong lửa, nhưng đâu là gạo, ô, ra để ăn, ô, để nấu ăn, để làm lương thực, ô, nuôi mình lương thực, ô, ra sao cung cấp cho thế gian này, Shakara cung cấp cho loài người. Shakadababriru, ô, và tất thảy các men, các chấu, ô, là ra sẽ bị chùm lại trong bằng lửa để đốt. Chúa ơi, Shakada đó, các men của Babylon, các men của Satan, ô, các men của vương quốc bóng tối đó, Shakada thì bị chùm lại và đốt trong lửa đời đời của ngài. Hallelujah, chúng ta tạ ơn Cha. Ô, là vị thần này sáng trên chúng con, ô, là chúng con làm được mọi sự trong sức toàn năng ân điển của ngài. Nhân danh Chúa các thần kính. Amen. Amen. Tiếp tục anh chị em cầu nguyện luân phiên đi. Shakadababriru. Chúc tụng Đức Giê-hô-va là vầng đá của dân tộc Việt Nam chúng con. Ngài là đấng nhân từ và đồn lũy của dân tộc Việt Nam chúng con và tất cả đất nước mà chúng con, anh chị em chúng con đang sống. Xin Ngài chúc phước. Chưa, Ngài là nơi ẩn náu của dân tộc Việt Nam chúng con. Amen. Là đấng giải thoát và giải cứu dân tộc Việt Nam chúng con. Ngài khiến các quỷ cộng sản phải chịu khuất phục. Amen. Chúa, nhân danh Chúa Giêsu từ trời cao, xin Chúa giơ tay giải cứu dân tộc Việt Nam chúng con và những quốc gia mà anh chị em chúng con đang ở. Giúp cho dân tộc nào mà có Chúa Giêsu, Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình. Amen. Nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng con không còn sự đau khổ, không còn những tiếng khóc, không còn sự không công bình trên dân tộc Việt Nam chúng con nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa, nguyện phước lành của Chúa hướng giáng trên dân tộc Việt Nam chúng con. Con cảm ơn Chúa đã giải cứu dân tộc Việt Nam chúng con nhân danh Chúa Giêsu Christ. Cho dân tộc Việt Nam chúng con được tự do thờ phượng Ngài, nguyện quỷ cộng sản sớm sụp đổ. Quỷ cộng sản đã sụp rồi. Đổ đầy thần khôn, thần thông sáng, thần hiểu biết trên tất cả
những mục sư ở trên dân tộc Việt Nam chúng con để đem lời Chúa công bố cho mọi người khắp dân tộc Việt Nam chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen đồng yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa khiến lời của Ngài ứng nghiệm cho đầy tớ của Ngài trong những người Chúa chọn Chúa dân tộc Việt Nam chúng con. Con cảm tạ ngợi khen trong danh Chúa Giêsu Kitô Christ. Amen. 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 Chúa. Tiếp anh chị em cứ cầu nguyện. Còn một số anh chị em là chưa cầu nguyện nên cứ tiếp tục cầu nguyện đi. Shakara đi được, chúc phước cho Nam đi làm. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Cha kính yêu của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban đất nước Việt Nam tươi mới của chúng con. Chúa ơi, đất nước Việt Nam thuộc về Ngài, thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa đã cải thiện Ngài trên đất nước của chúng con. Chúa ơi, Hallelujah. Cảm ơn Chúa đã bày tỏ sứ mạng tình địch của đất nước chúng con trong tháng tư, mục sư của chúng con nhấn mạnh thường. Cảm ơn Chúa ban cho đất nước của chúng con những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn Ngài rất là nhiều. Chúa ơi, xin Chúa mở tấm lòng cho chúng con là câu trả lời của đất nước Việt Nam của chúng con. Hallelujah. Chúa ơi, con chúc phúc cho tất cả những người ở trong đất nước của chúng con, họ có thể đến được những họ có thể đến được ao bê tết đa nơi mà Chúa quấy động. Cảm ơn Ngài chúc phước cho mục sư của chúng con, của anh chị em của chúng con đều hoàn thành sứ mạng để là câu trả lời, mang câu trả lời con về cho Ngài. Amen. Amen. Lạy Cha kính yêu, chúng con chúc tụng tôn cao danh thánh của Ngài. Cha là đứng cao cả, Cha thật là vĩ đại, Cha là đứng công chính thánh sạch. Trời, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Cha cho chúng con là trong sự phục sinh khải hoàn của Ngài. Trời ơi, tất cả những gì chúng con có hiện nay đều là của Ngài. Vâng, Chúa. Chúng con không phải ngẫu nhiên mà Cha đã đặt để cho chúng con sống và được sinh trưởng trong một dân tộc và chúng con nói tiếng Việt Nam đây. Không phải ý ngẫu nhiên mà Cha cho chúng con sống, sinh ra ở nơi tôn giáo, công giáo. Chơi đó là mục đích của Cha, Cha dùng chúng con, cho chúng con lớn lên giờ đây trong thân thể này. Với từng đây tuổi nhưng tâm linh của chúng con, Cha làm mới lại, Cha làm vững mạnh, thật là mạnh mẽ. Để mà trong chương trình của Ngài, Cha phóng chúng con đi giờ đây, những ngày tháng Cha dạy dỗ chúng con, Cha trao dồi cho chúng con tất cả những vương quốc của Ngài và đức tính của Ngài, bản chất của Ngài ở trong chúng con để Cha sử dụng cho chúng con để cứu đất nước Việt Nam của chúng con. Amen. Chúa. Cha ơi, xin Cha đổ thần của Chúa trên từng anh chị em của chúng con, trên đội đặc nhiệm của chúng con. Cha cũng đổ thần của Cha trên tôi nam tớ nữ của Cha ở đất nước Việt Nam. Amen. Những mục sư đang còn chìm đắm ở trong tôn giáo. Cha ơi, xin Cha khôi phục lấy họ, phục hưng lấy chính bản thân họ như Cha đang phục hưng chính bản thân chúng con đây. Cha ơi, giờ đây con nhìn thấy được hình ảnh Chúa Giêsu bước xuống thuyền, thấy biết bao nhiêu đàn chiên không người chăn dắt lem luốc. Cha ơi, thì giờ đây lòng của con cũng thấy đất nước Việt Nam của chúng con, dân tộc đang đắm chìm trong u mê tâm tối thờ hình tượng. Cha ơi, xin Cha hãy thương lấy họ. Cha ơi, họ bao phủ bởi ý những sự tối tăm, như con tin chắc rằng sự sống lại của Chúa Giêsu đã đắc thắng rồi. Ngài đắc thắng rồi, cộng sản đã sụp đổ rồi, tôn giáo cũng đã sụp đổ rồi, Cha cần chúng con, Cha phục hồi hết tất cả, phục hưng đất nước Việt Nam của chúng con. Cha ơi, con cảm tạ ngợi khen Cha. Con xin hết tất cả những các dân các nước, Cha ơi, đất nước nào có dân tộc Việt Nam của chúng con đều được phục hồi, được phục hưng. Cha ơi, nhất là dân tộc Việt Nam của chúng con hiện nay. Cha ơi, hãy thương lấy họ, thương xót họ như Cha đã thương xót chúng con. Cha ơi, Cha sai chúng con đi hết tất cả mọi lãnh vực, sai chúng con đến tất cả, nhất là mặt tâm linh. Giờ đây chúng con đã thuộc về Ngài rồi, đó là
chúng con sẽ sai chúng con đi. Bất cứ lĩnh vực nào xin cha tỏ bày cho chúng con. Nếu mà cha sai chúng con hết tất cả mọi lĩnh vực, chúng con cũng sẵn sàng cha ơi. Xin cha thương xót họ như cha đã thương xót con đây. Con cảm tạ, ngợi khen cha. Chúng con tin chắc rằng vào những thời kỳ sau cuối cùng này, cha lôi họ ra khỏi miền u mê tâm tối để cha chiếu sáng họ. Ba chúng con cha chiếu sáng họ nữa. Chúng con cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng danh thánh của Ngài trong danh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Ngợi khen Chúa Giêsu. Amen. Amen. Tiếp tục đi xem. Hello, hello. Con xin phép phòng nguyện. Amen. Hallelujah. Chúa ơi, cảm tạ ơn cha Chúa. Ô, vì một ngày tốt lành, Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài về dân tộc của chúng con Chúa. Ông cảm tạ ơn Chúa vì khải tượng, vì chương trình mà Ngài đã đặt để cho những người chúng con Chúa. Cảm tạ ơn Ngài, xin Ngài thương xót dân tộc Việt Nam chúng con Chúa. Ô, xin Ngài ban phước cho dân tộc này Chúa, xin Ngài dạy dỗ chúng con Chúa. Ô, để cho chúng con thoát khỏi kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông chưa? Và các lĩnh vực khác nữa chưa? Nguyện sự vinh quang ngài bày tỏ. Trong các lĩnh vực này chưa? Nguyện ý muốn của ngài, nguyện nguyên tắc, nguyện hệ thống giá trị của nước ngài được bày tỏ ở đây chưa? Để người ta nhìn lên đất nước Việt Nam, giống như con rắn hoàng mô khe đã làm vậy chưa? Thì họ được lành chưa? Cảm tạ ơn Chúa về tình yêu của ngài. Cảm tạ ơn ngài nhân danh Chúa Giêsu Christ. Chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Lời Chúa là thức ăn nuôi dưỡng linh hồn con, là lẽ thật cho đức tin con, là ánh sáng chỉ đường dẫn lối con. Điều răn của Chúa có thể tóm gọn trong hai điều này: hãy yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi, và hãy yêu người lân cận như chính bản thân mình. Cho nên trở nên giống Chúa là ý nghĩa chân thật đời sống chúng con và là cơ nghiệp đời đời của chúng con. Xin cho chúng con nhận biết và thực hành gây dựng các giá trị cốt lõi trong đời sống của mình bằng tình yêu thương của Ngài. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, dẫn chịu mọi sự. Xin cho chúng con được gần Chúa hơn mỗi ngày, đối đãi chân thành với người anh em mình và nhận biết được bản thân mình bằng tình yêu thương ấy. Xin cho chúng con luôn sống theo lời Chúa, bám lấy Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù thuận dù nghịch. Chúa đã viếng thăm đất nước chúng con, biết rõ tận cùng sự khốn khổ của dân tộc con, nhất là nỗi khổ của số đông người. Chối hay không nhận biết Chúa đang phải làm tôi mọi của tội lỗi. Uống nước bên dòng sông Babylon, nhận lấy sự tối tăm ô uế của nó, của sự gian dâm, luân tuồng, dối trá và hình tượng phù phép, bè đảng, cướp bóc, chia rẽ, thù hận. Số đông chúng con là vì chối Chúa cho nên chẳng có giá trị cốt lõi trong mình mà chạy theo lệ thói hay thương mắt của thế gian, hoặc sống trên xương máu của đồng bào để tinh thân phì ra, hay lãnh đạm thờ ơ với nỗi đau của dân tộc để cầu an một cách tạm bợ. Chúa thật chẳng muốn điều đó, vì khi con xin Ngài được trở nên ích lợi hơn với mọi người, xin được cảm nhận một phần nào nỗi đau những người nghèo khổ, Chúa đã cho con thấy nỗi đau của Ngài. Ngài ở cùng họ, những người dưới đáy xã hội con, lau những giọt nước mắt họ và cùng đau với nỗi đau của dân tộc con. Thầy Chúa, Ngài đã chuộc chúng con bằng một cái giá rất cao là chính mạng sống của con Ngài, thì xin công việc của Ngài nơi chúng con sẽ không luống công. Nếu Ngài đã thương thì xin thương cho tới cùng. Xin Ngài động chạm tới các lãnh đạo hội thánh trên quê hương con để làm dấy lên trong con cái Ngài tình yêu lẽ thật, dám dấn thân cho tình yêu và sự công bình. Xin Ngài tiếp sức cho con cái Ngài có được sự khôn ngoan, thông sáng, sức mạnh cùng sự kính sợ Đức Chúa Trời để làm cho công việc Ngài được trọn nơi chúng con. Nguyện xin hết thảy mọi công việc chúng con làm đều là thịnh vượng cả, và nhờ ân điển của Ngài mà tất cả mọi phước lành, mọi sự thương xót sẽ chạy theo chúng con luôn luôn. Xin Ngài cảm động những người cầm quyền hiện nay, hầu cho họ có sự ăn năn mà từ bỏ sự gian ác, trở lại đầu phục Ngài. Xin cho sự kính sợ Đức Chúa Trời nuốt chọn mọi sự ô uế của họ, để lòng họ phục dưới sự vinh hiển và sự công bình Chúa. Ấy là mọi việc họ làm là để cho chọn và làm ích lợi cho công việc của Ngài. Xin Chúa làm chủ cuộc cách mạng sắp tới sẽ diễn ra trên quê hương con, để sự chuyển giao từ bóng đêm sang phương quốc sự sáng diễn ra trong bình an vui mừng như Ngài đã từng làm cho dân tộc Ukraine vậy. Xin Ngài ban đầy dẫy ơn chữa lành trong từng người chúng con, ơn thương xót Ngài còn lại đến đời đời, để tất cả chúng con lại được làm
con cái sáng láng của Ngài để Ngài làm chủ tuyệt đối trong muôn sự, trên đời sống chúng con, trong đời sống dân tộc chúng con. Xin cho dân tộc con được làm dân thánh của Chúa, được bị riêng ra cho công việc của Cha, để Việt Nam được chiếu sáng trong sự sáng mặt Cha và là tấm gương về quyền năng chữa lành của Cha cho mọi quốc gia dân tộc khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cha chúng con và Chúa Thánh Linh. Amen. 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 Cảm ơn anh chị em. Ô, có tiếp ai cầu nguyện nữa không? Sơ cô đa bà bà sạc cà dù 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 dù. Mỗi buổi sáng được nhóm họp với nhau nhắc lời cầu nguyện của Ngài thật phước hạnh khi chúng con có, còn có những giây phút kêu cầu danh Ngài, còn có những phút đau xót cho dân tộc Việt Nam, còn có những giây phút mà chúng con nghĩ về dân tộc Việt Nam. Con trời ơi, Ngài đang ngập con, con cũng mong muốn rằng tình thương đó lan tỏa đến quê hương dân tộc Việt Nam của chúng con. Trời ơi, khi Ngài đặt để trong con một sự cô mang quan trọng hôm nay thì chúng con muốn đất nước Việt Nam con được Ngài thương yêu. Trời ơi, con ăn năn tội cho dân tộc Nam của chúng con, khi dân tộc Nam của chúng con còn chìm trong nỗi nghèo khó khăn bởi vì chúng con không đi trong đội của Ngài. Khi chúng con làm những điều ác trước mặt Ngài thì chúng con không hòa đồng được, không gần gũi được với Ngài. Trời ơi, xin mở mắt cho dân tộc Việt Nam của chúng con cái điều đó, sống hàng ngày qua những giá trị sống hàng ngày, con biết đặt những giá trị sống của mình trên nền tảng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trời ơi, phước cho tất cả con dân Chúa ở trong hội thánh của Việt Nam của chúng con nhìn thấy được những giá trị cao trọng của Đức Chúa Trời khi chúng con kêu cầu danh Ngài, biết trong lỗi của Ngài như thế nào và dành cho chúng con một con đường như thế nào để chúng con thực hiện làm thế nào. Trời ơi, xin thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con để dân tộc Việt Nam của chúng con không còn đi trong sự mù lò tối tăm thờ cúng thần tượng, khi chúng con mê muội trong sự thờ cúng thần tượng không còn tâm trí nào nghĩ đến Đức Chúa Trời của chúng con nữa. Trời ơi, mở mắt dân tộc Việt Nam của chúng con không còn nương nhờ vào các thần có mắt không thấy, có tay không có chân không đi được, nghèo đói khi bệnh tật đau chúng con lại chạy vào chùa vào miếu để thờ thần tượng mà chúng nó không giúp ước những gì cho chúng con. Ngược lại, chúng con phải nương nhờ vào Đức Chúa Trời. Trời ơi, sẽ chỉ cho dân tộc Việt Nam của chúng con nương nhờ vào Amen. Đức Chúa Trời của chúng con qua các hình thức khác nhau, qua các Amen. Mở mặt tâm xin dẫn dắt con dân Chúa đi rao giảng tin. Amen. Bày tỏ giáo sĩ những người anh chị em của chúng con đem tin lành của Ngài đi khắp cùng trời cuối đất Việt Nam của chúng con để xóa tan những mê trong con mắt của dân Việt chúng con. Bởi vì Cha nói rằng trước mặt Ta ngươi chớ có các thần nào khác. Trời ơi, trước mặt Chúa làm sao chúng con biết được Ngài, làm sao chúng con nhìn thấy sự ánh sáng của nơi Ngài. Trời ơi, xin cứu lấy những con người đang bị cầm tù trong tội lỗi của Satan ma quỷ. Nó chẳng những cầm tù trong tội lỗi của Satan ma quỷ mà nó cản trở những con người tìm kiếm Chúa. Nó bắt những con người dậy lên Chúa, nó bắt bớ những người mà Việt Nam của chúng con. Trời ơi, xin mở cửa cho anh em của chúng con đang bị cầm tù để họ dậy lên và sáng tỏ ra tình thần của Ngài. Trời ơi, xin mở lối cho tất cả những người thúc đất nước Việt Nam của chúng con có một tấm lòng khao khát giúp đỡ dân tộc Việt Nam của chúng con có một con đường để quay trở về đất nước Việt Nam của chúng con. Xin mở cửa cho những tất cả những con dân Chúa ở khắp nơi đều có một tấm lòng khao khát mong chờ quay trở về Việt Nam để giúp ích cho dân tộc Việt Nam. Hallelujah, Chúa ơi, xin Ngài hãy bày tỏ một cách thực tế, một cách rõ ràng đến con dân Chúa. Chúng con không làm trong sự u mê mù lò mà chúng con phải thực tế, Chúa ơi. Mở cửa cho dân tộc Việt Nam, những người dân chúng con còn sống rải rác ở khắp nơi, họ đang không được về nước, họ đang không được nói lên tiếng nói của mình, họ đang không được nói lên sự tự do của mình. Trời ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, con mặc lấy mọi quyền phép từ trên cao của Đức Chúa Trời, con công bố hủy diệt tà linh mạnh sức trên đất nước Việt Nam của chúng con là tà linh cộng sản. Chúng Amen. Con chỉ tan lát quỷ cộng sản, đập tan thành đảng cộng sản trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hủy diệt quỷ cộng sản, hủy diệt đảng cộng sản, giải cứu các bởi vì nó đang cai trị, nó đang cầm quyền trên đất nước Việt Nam của chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Con trút phế tất cả mọi cái cai trị của cầm quyền đó ngay giờ này.
Ô trọng danh Chúa Thần Jesus Christ, ô chán mắt ô Đảng Cộng sản Việt Nam, ô và những các thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm ơn Chúa Jesus Christ, 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 và hợp nhất với nhau, cho ơi xin nội kết chúng con lại với nhau, sức mạnh của ngài tuôn đổ sự nội kết nhất tất cả mọi dân chúa các hội thánh các hội chia các hội phái con cùng nhảy tất cả mọi cái linh gây chia rẽ bẻ gãy tất cả linh gây chia bè phái bẻ gãy tất cả mọi linh tôn sợ tôn thờ những giá trị của cha cá nhân của đời này, cho ơi xin tôn thờ Đức Chúa Trời trên tất cả các hội thánh, nhìn thấy được giá trị của nước Đức Chúa Trời trên tất cả các hội thánh trong lòng các mục sư, không phải riêng một mục sư nào, mà chúng con cùng nhau hợp sức với nhau trong tình yêu của Đức Chúa Trời, đoàn kết gạt bỏ những cái thù hằn riêng tư, gạt bỏ những ích kỷ riêng tư, những cái nhỏ nhoi riêng tư, mà tìm đến một ánh sáng lớn của Đức Chúa Trời trên đất nước Việt Nam của chúng con. Hallelujah, Chúa ơi, xin cho chúng con thấy một cái điểm chung là Đức Chúa Trời là tên hết ở trên đất nước Việt Nam của chúng con. Chúng con không còn bè phái, chúng con không còn phân biệt, chúng con không còn tất cả những điều gì trong cá nhân chúng con nữa. Trời ơi, dậy lên những con người biết nhìn xa trông rộng, những con người nhìn thấy tương lai cho thế hệ trẻ của chúng con. Hallelujah, Chúa ơi, con cảm ơn ngài, con dâng mọi vinh hiển và quyền năng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ora sacra gloria de Dieu. Alo, mọi người nghe không ạ? À? Nghe rõ. Yeah. Ok. À ok, để con một chút. Cái này Chúa đã chờ con, chờ cảm ơn rất nhiều, chờ tình yêu của ngài, tình yêu của ngài đã chăm sóc con, cảm ơn rất nhiều vì ngài đã ơi, ngài đã xây dựng đất nước của con, chờ ngài đã tạo ra đất nước Việt Nam con, chờ cảm ơn, ó chờ cô chờ ơi mỗi lần mình đất nước của con, mỗi lần dân tộc Việt Nam con đứng trước nguy cơ gọi là bị tiêu diệt thì ngài vẫn giái lên những con người gọi là những con người thế, những con người trong lòng dân tộc con chơi giải cứu họ khỏi những cây kẻ thù cậu ba trời ơi, và Chúa ơi cái thật tại tiếng nói trời ơi rất là độc máu không để chơi, mà đến bây giờ chơi chúng ta cũng phải đã đế chơi chiến phương phải đã đế chơi, và chúng con là những người gọi là những người giải cứu cuối cùng chờ chúng con là những người sẽ không còn gọi là sau chúng con không còn gọi là thế không có một việc gì nào, không có một cái gì thế nào, gì nào lớn hơn phía của con, hãy giúp đỡ con trời, con giúp cho con từ giải cứu dân tộc, con trời để con đem đến giáo dục nước trời đem đến giải cứu sẽ phục hưng được dân tộc con trời, xây dựng được tất cả giá trị đời đời nát trời, và xây dựng được đất nước Việt Nam cho ơi, một đất nước Việt Nam có giá trị đời đời cho đất nước Việt Nam mà đi vào cái đi vào vương quốc nàng nam trà ô chúa con xin ngài xin phép chúng con trời là chúng con những người thời đại này trà ngài sử dụng con trà cứu sâu ở trong con và ngài để cho dân tộc con trời để cứu dân tộc con trời chúng con cho các bạn chị em con trời cảm ơn rất nhiều, thôi xin ngài cùng tất cả chúng con ở cùng tất cả một người trà cùng tất cả những lời cầu xin của cùng xin chủ chúng con trà và ngài nói ngài nhận nhỏ hơn tất cả một cái trà Amen. 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 Lạy Thiên Chúa. Hallelujah. Ô Cha dấu yêu chúng con, cảm tạ ơn Chúa vì ngài đã nghiệm mở lời cùng chúng con và ngài làm trội hơn những điều gì chúng con cầu xin suy tưởng. Cha dấu yêu, Chúa con cầu đức tin làm ra sự yêu thương mà cầu xin các dân các nước. Ô và Chúa ơi, các dân các nước đó trong lòng chúng con, dân chính trị, dân thương mại, dân truyền thông, dân thể thao, dân văn hóa, dân nghệ thuật, dân khoa học, dân giáo dục, dân an ninh giải trí. Ô Rasa dân quốc phòng, Chúa ạ. Ô Rasa các ở trong lòng chúng con. Ô Chúa yêu họ, Chúa yêu họ. Shakadaba Chúa yêu họ. Ô Rasa Cabrero. Ô Rasa Cabrillo, Chúa ơi, ô khi chúng con là sự thương xót Thiên Chúa, chúng con mang tên sự thương xót của ngài. Ô chúng con mang tên là cái ao sự thương xót của ngài, Chúa ạ. Khi chúng con cầu nguyện đến họ, tức là sự thương xót của Chúa đang động đến họ, Chúa ơi. Ô ra Chúa nhận thức rằng, ô ra không chỉ là cầu nguyện bấp máy môi miệng thôi đâu, không phải là cầu nguyện ô của những kẻ mà cứ nói nhiều thôi đâu, Chúa ạ, mà họ tưởng là được nhập, nhưng là cầu nguyện của người mà biết lòng của Chúa Cha. Ô ra Sakadabirusokarabere để cái dân tộc đó được vào trong lòng của Cha. Cha ơi, Sakadabiru Ô đã vì vị trí chúng con, ô đã được thế chỗ cho Chúa Giêsu Christ rồi. Chúa Giêsu đã thế chỗ chúng con rồi, đã đổi chỗ hoán vị chỗ cho nhau rồi. Ô nơi tội lỗi đó Chúa Giêsu đã thế chỗ chúng con. Ô và để cho chúng con được vào trong lòng của Cha, vì ngài vốn từ lòng Cha mà ra. Hallelujah. Đã tải bày thế gian, ô tải bày cho thế gian
về cha. Urasakadabarbi, chúng con cũng như vậy. Ôi, chúng trong lòng cha, chúng con cũng ở trong lòng cha, và chúng con được ngài gửi đi sai đi để giải bày cho thế gian này. Ôi, giải bày cha ra cho thế gian này, cha. Ôi, giải bày cha trong tất cả lĩnh vực, trong mọi lĩnh vực mà ngài gọi chúng con đến. Ôi, từ trước sáng thế đến đặt vào trong tay mỗi chúng con cái bản thiết kế tiền định trước sáng thế ngài dựng chúng con để làm gì. Chúng con là quan trưởng, chúng con là quận trưởng, người trưởng, con trưởng của ngài ở đâu, ở lĩnh vực nào. Chúng con là những ông tổ lập quốc, công thần lập quốc của ngài, chúng, chúng con như những ông tổ của các lĩnh vực về công nghệ, thông tin, nghệ thuật, showbiz, giải trí, an ninh quốc phòng nào đó, nguyên thủ quốc gia nào đó. Chúa ơi, Shakadababrum, ngài đặt để chúng con, Urasaka, những ông tổ, những sứ đồ, những tiên tri, những dòng chảy nào đó mới trong danh Chúa Jesus Christ, để mang sự sống, sự của ngài. Urasakadababrum đến trên đất nước Việt Nam chúng con, đến trên Singapore, đến trên Ukraine, đến trên Hoa Kỳ, đến trên quốc gia mà nơi chúng con đặt chân đến, Shakadababrum. Để thực sự là đóng đinh Việt Nam cũ, đóng đinh Babylon cũ của Việt Nam trên thập giá, để mỗi dân tộc quốc gia họ nhìn lên thế giới đó, họ nhìn Việt Nam, nhờ họ được chữa lành, chưa tương tự như là những kẻ bị hại bởi con rắn lửa dưới đồng vắng, khi họ nhìn lên con rắn đồng bị treo lên, thì họ được cứu Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, cho anh ta ơn cha. Shakadababriu, vì Đảng Cộng sản đã sụp rồi, chưa? Rasakadababri, xin Chúa sử dụng một chúng con, Urasa, để dạy dỗ dân tộc Việt Nam chúng con bước đi theo đường lối của Chúa. Chúa ơi, chúng con đã hứa nguyện với ngài rồi, chúng con sẽ dạy dân tộc này. Shakadababri, qua chính đời sống của mình, chưa? Không có môi miệng đâu, Chúa ơi, nhưng qua đời sống của mình, Chúa dạy họ trở thành người công minh, người văn minh, người công chính của ngài, chưa? Những người mà ngài nói rằng đây thì kẻ mà linh hồn ta lên ưa thích, những kẻ đẹp lòng ta, linh hồn ta lên ưa thích, ta là thần ta trên người. Công bình vượt qua, Urasa, chúng con sẽ đào tạo những người như vậy qua chúng con, mà 603.550.000 linh hồn trong vào trong vương quốc này, Chúa ơi, Urasa ca qua chính chúng con, Chúa nhìn thấy chúng con là con trưởng, và vì con trưởng nên chúng con có cây gậy của Joseph, cây gậy quyền lực Joseph để con mở trời, mở đất, Urasa ca để con đập tan tất thảy mọi nước trên đất này, bởi vì quyền phép trên trời sẽ đất được ban cho chúng con rồi, chưa ạ? Ban cho Chúa Giêsu, Chúa dụ trong chúng con, chúng con đánh đồng chúng con Chúa Giêsu Christ, đến các quyền trên trời dưới đất chúng con đều được dùng để đập tan nát tất thảy những cái cản trở nào đó trên trời và cản trở dưới đất. Chúa ơi, Shakadababriyuroso, đã quyền thẩm quyền trên trời ngài đã thi hành cho chúng con, ngài đã sử dụng cho chúng con sử dụng thuần nhuyễn rồi, xin Chúa giúp chúng con sử dụng các quyền dưới đất nữa, chưa ạ? Có thẩm quyền dưới đất khi con đi vào trong cái lĩnh vực đó và chúng con trở vua ở trong đó, và chúng sử dụng các thẩm quyền thì chúng con làm vua trong đó, vua trong thể thao, vua trong chính trị, vua trong thương mại đó, Shakadabara, vua trong công nghệ đó, Chúa ơi, vua trong truyền thông đó, vân vân. Urasakadabara, để chúng con thi hành quyền trên đất này, để kéo mọi người đến với Chúa, đi theo đường lối của ngài, nhận biết ngài, nhận biết Chúa Trời, nhận biết bản thân mình, nhận biết sự mặt tiền định của mình, nhận biết cơ nghiệp vĩ đại của mình, nhận biết quyền phép đặt cơ nghiệp đó và khuất phục tất cả cơ nghiệp đó dưới bệ chân Chúa Giêsu, để và được đổi mới, và Chúa Giêsu Christ quay trở lại đón tất cả chúng con về và đưa chúng con trong một tháng chờ đợi của đại nạn thì đưa chúng con quốc ngàn năm, khi chúng con lại người được sống và được ngồi trên ngai, được xét đoán, chưa? Chúa ơi, chúng con nhớ đến các anh chị em chúng con, những người mà bị chết chém vì lời Chúa Trời, bị chết chém vì Chúa Jesus Christ, Chúa ơi, và linh hồn tất cả những người Urasaka mà không chịu nhận dấu con thú, Urasaka không chịu thở lại nó, cho Shakadaba, 144.000 người Israel yêu dấu mà chúng con đang cầu nguyện trong nước mắt, cầu nguyện trong nơi Urasakadaba thống thiết, Chúa ơi, Shakada, những anh em chúng con, tất cả những người mà đồng công chúng con, được ngồi trên ngai, được quyền xác đoán là như vậy, cha, chúng con tạ ơn ngài, Hallelujah, và sự chết gì không có quyền gì trên người đó. Urasakara, Chúa nhìn thấy cả đạo binh của ngài, toàn bộ đời thực nghiệm này trong đó, gia đình chúng con, người thân chúng con, cơ nghiệp chúng con ở trong đó, Chúa ơi. Amen. Hallelujah. Chúa dấu yêu, cảm ơn Chúa về buổi sáng tốt lành tại ở Ukraine, tạ ơn Chúa về ban đêm đầy dẫy ân điển và thương xót của Chúa tại Hoa Kỳ, tạ ơn Chúa về ngày tươi mới tại Singapore, tại Việt Nam. Urasakarababri, ngài là chủ thời gian không gian, nguyện Chúa được sáng danh trong từng thời điểm, trong từng địa điểm trên đời sống chúng con, trong đời sống chúng con và qua đời sống chúng con. Xin Chúa được cao cả, Chúa yêu ngài thật nhiều, yêu mến nhau. Chúa hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Amen. 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 Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn anh chị em thật nhiều. Ngợi khen Chúa. Dạ. Cảm ơn mục sư và tất cả anh chị em. Chúa chúc lành. Dạ. Cảm ơn mục sư và các anh chị em.
Cảm ơn chị em. Chào Trang. Dạ, chào Trang.